chữa đau lưng bằng gừng, mật ong, muối và giấm. Nếu chứng đau lưng nghiêm trọng và là kết quả của chấn thương hoặc nhiễm trùng thì cần được bác sĩ thăm khám ngay, sau đó thực hiện biện pháp này cùng các phương pháp điều trị theo quy định của bác sĩ. Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị: 30g gừng tươi hoặc khô, 2 muỗng mật ong, 1 muỗng muối, 30ml giấm chua, 1 mảnh khăn, 1 thực hiện đơn giản như sau. Gừng bạn rửa sạch. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng cả vỏ gừng nhé. Tiếp đến, bạn thái nhỏ gừng ra như thế này. Bạn thái càng nhỏ càng tốt. Gừng có đặc tính giảm đau nhờ rất giàu các hợp chất như glycerol, polyphenol, flavonoid và tannin. Ngoài ra, gừng cũng là nguồn phong phú chất chống oxy hóa và vitamin. Sự kết hợp của mọi thành phần trên giúp loại gia vị này có đặc tính kháng viêm, giảm đau. Sau khi đã thái nhỏ gừng ra như thế này rồi, thì bạn cho gừng vào xoong cùng với giấm và muối. Bạn bắc lên bếp và đun nóng. Bạn chú ý vặn nhỏ lửa để hỗn hợp của chúng ta không bị cháy nhé. Khi hỗn hợp sôi khoảng 5 phút thì bạn tắt bếp. Đợi hỗn hợp nguội bớt, bạn chắt ra bát. Sau đó cho thêm mật ong vào và khuấy đều tay để mật ong tan hết vào hỗn hợp. Một nghiên cứu gần đây tại Đại học Maryland, Mỹ cho thấy ăn ít nhất 2-4g gừng mỗi ngày làm giảm đau lưng đáng kể. Đặc tính giảm đau của gừng giúp nó trở thành phương thuốc tuyệt vời cho những người bị đau lưng mà không gây tác dụng phụ. Cuối cùng, bạn dùng mảnh khăn thấm hỗn hợp gừng nóng và mật ong thoa chậm lên chỗ bị đau nhiều lần. Cách chữa này cũng có tác dụng lưu thông máu, cơ bắp thoải mái và giảm đau hiệu quả. Liệu pháp này cần làm trong ít nhất 5 phút mỗi lần và tần suất 2-3 lần mỗi ngày. Nếu chứng đau lưng nghiêm trọng và là kết quả của chấn thương hoặc nhiễm trùng, thì bạn cần được các bác sĩ thăm khám, sau đó thực hiện biện pháp này cùng với phương pháp điều trị theo quy định của bác sĩ. Những lưu ý khi sử dụng gừng chữa đau lưng. Thứ nhất, gừng là chất làm loãng máu tự nhiên. Nếu bạn đang dùng thuốc làm loãng máu thì hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Thứ hai, thai phụ lưu ý gừng ảnh hưởng đến cân bằng nội tiết tố. Do đó, phải tham vấn bác sĩ trước khi sử dụng. Gừng cũng làm tăng nồng độ insulin trong máu, vì vậy, nếu bạn đang dùng thuốc chữa tiểu đường thì cũng nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Chỉ sử dụng theo liều lượng cho phép, tránh lạm dụng gừng, bởi nạp quá nhiều gừng có thể gây tiêu chảy, buồn nôn và thậm chí là nôn mửa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh và rung chuông để cập nhật thêm nhiều video hay miễn phí từ Mẹo Dân Gian nhé. Chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an.